Đồi Delta, tác giả Mũ Đỏ Trương Văn Úc. Một trích đoạn khác nữa trong bài viết Lữ đoàn Hai Dù tự chiến tại vùng đồi Delta, Trạc Ly của tác giả Vương Hồng Anh. Trận chiến giữa trinh sát hai nhảy dù và một tiểu đoàn cộng sản ở đồi Delta. Đồi Delta là một ngọn đồi nằm về hướng nam Trạc Ly. Quanh khu vực này, cộng quân đã bố trí một tiểu đoàn phòng không được bảo vệ bởi các cụm chốt do một đơn vị sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt phụ trách. Để giải tỏa áp lực của cộng quân, Đại tá Trần Quốc Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hai Dù đã cho lệnh Đại đội 2 trinh sát do Trung úy Trương Văn Úc chỉ huy đổ quân ngay trên đầu địch. Cuộc đột kích diễn ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 3 năm 72 bằng trực thăng vận. Sau khi pháo binh và không quân Việt Nam Cộng Hòa hỏa tập để dọn bãi đáp, đoàn trực thăng đổ đại đội trinh sát dù vào đỉnh đồi. Vừa nhảy xuống mục tiêu, toàn đại đội tràn lên tấn công, bị tấn kích bất ngờ, cổng tiền đồng của cộng quân không kịp phản ứng, đã bị triệt hạ. Nguyên cả toán tiền đồng của tiểu đoàn 1, trung đoàn 3, sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt bị bắt sống. Tuy nhiên ngày hôm sau, cộng quân đã điều động một tiểu đoàn để bao vây đại đội trinh sát dù. Dù bị áp đảo về quân số, nhưng Trung úy Úc Bạch Lan đã linh động tìm cách thức đánh trả. Úc Bạch Lan cho phân tán đại đội và lưu động tác xạ để đánh lạc hướng phán đoán của đối phương. Cộng quân tràn lên xung phong, nhưng chỉ gặp từng toán nhỏ. Các toán này đã nhanh nhẹn lẩn tránh sau khi bấm mìn Claymore giết địch. Địch quân lại tiếp tục bao vây. Không ngờ rằng đại đội trinh sát hai nhảy dù đã vòng ra phía sau tấn công vào bộ chỉ huy tiểu đoàn cộng quân và bắt trọn ổ cả bộ phận này, trong đó có cả tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 3 Cộng sản Bắc Việt tên Trương Hà. Bị tổn thất nặng, ngay sau đó trung đoàn 3 Cộng sản Bắc Việt điều động toàn bộ lực lượng bao vây đồi Delta với quyết tâm triệt hạ đại đội trinh sát 2 để trả thù cho tiểu đoàn 1, trung đoàn này. Vào lúc đại đội trinh sát cũng đã mệt mỏi do phải lưu động để tránh địch, lại bị một trung đoàn cộng quân bao vây. Mặc dù đã áp dụng chiến thuật phân tán mỏng để cố thủ, nhưng do đạn dược và lương thực gần cạn, nên đại đội trinh sát hai dù ở trong tình trạng nguy kịch. Nhận được khẩn báo của Úc Bạch Lan, các phi công của phi đoàn trực thăng 215 thần tượng đã dũng cảm bay vào vùng đồi Delta, nhưng không thể nào tiếp tế được cho đại đội 2 trinh sát dù. Cuối cùng nhờ một phi công kinh nghiệm và gan lì của phi đoàn 213 Song Chùy đã điều khiển trực thăng lách qua các ổ phòng không của địch mới tiếp tế cho đại đội này một chuyến duy nhất. Ngân trích. Tôi cũng xin được trích dẫn bài viết Trận đánh đồi Delta trong tác phẩm 20 năm chiến sự binh chủng nhảy dù, tác giả đại quý Võ Trung Tính, tiểu đoàn truyền tin, sư đoàn nhảy dù, đại quý Nguyễn Hữu Viên, tiểu đoàn 3 nhảy dù. Đồi Delta là một ngọn đồi nằm về hướng nam căn cứ Trạc Ly. Trên đỉnh đồi một bên là rừng già dày đặc. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 1972, sau những trận địa pháo và phi pháo vừa chấm dứt, địch quân chưa kịp hoàn hồn, thì một đoàn trực thăng chuyển quân xà thấp sát đất thả các thiên thần trinh sát hai của Úc Bạch Lan phóng xuống trận địa như những con diều hâu vồ mồi quanh vị trí Delta để săn lùng và tiêu diệt các chốt của tiểu đoàn 1, trung đoàn 3, sư đoàn 320. Cả đại đội vừa bắn vừa hô xung phong vang rền khắp núi rừng, khiến địch quân hoảng hốt đưa tay lên đầu hàng. Kẻ nào ngoan cố chống cự đã bị các chiến sĩ dù diệt gọn. Chỉ trong chớp nhoáng, các chiến sĩ trinh sát của Trương Văn Úc đã làm chủ tình hình. Nguyên toán tiền đồn của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, sư đoàn 320 đã bị tóm gọn không sót một móng. Đại đội 2 đã bắt sống được 12 tù binh và lãnh tiền thưởng đầu tiên của tướng Ngô Du. Ngày 18 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 1 trên 3 sư đoàn 320 phản công bao vây để dứt điểm đại đội 2 trinh sát. Úc Bạch Lan đại đội trưởng không nao núng, điều quân phân tán mỏng chỉ để lại một toán nhỏ lừa địch rồi đưa toàn bộ đại đội vòng ra bọc hậu đánh thẳng vào bộ chỉ huy tiểu đoàn địch và tiêu diệt gọn. Tiểu đoàn 1 trên 3 320 bắt và giết chết tiểu đoàn trưởng là đại quý Trương Hà. Ngay sau đó để phục thù, trung đoàn 3 trên 320 tập trung quân còn lại bao vây đại đội 2 trinh sát và thề bắt sống Úc Bạch Lan cho bằng được. Ngày 20 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 2 dù được trực thăng vận đổ quân xuống thiết lập và trấn đóng tại Trạc Ly, và từ Trạc Ly đánh bọc ngang hông trung đoàn 3, 320 để cứu quân bạn và giải vây cho đại đội 2 trinh sát dù.
Đến ngày 23 tháng 3 năm 1972, đại đội 2 trinh sát dù sau 3 ngày hỗn chiến với địch và được tiểu đoàn 2 dù giải vây, hơn hai đơn vị nhảy dù đã dùng ngoại công nội kết với những chiến thuật thần kỳ tam mảnh, mảnh đã, mảnh sung và mảnh truy, đã phá nát trung đoàn 3/320 của Cộng sản Bắc Việt. Sư đoàn được hỗn danh là Thép, giờ đây đã bị chảy ra thành nước. Tình chiến thắng bất ngờ đã làm cho quân dân quân đoàn 2 phấn khởi. Trung tướng Ngô Du đã bay đến ngay Delta để trao gắn cấp bậc đại quý tại mặt trận, cùng để ngũ đẳng bảo quốc huân chương cho Trương Văn Úc, và trao ngay 1.200.000 tiền thưởng vì đã bắt sống được 12 cán binh Việt Cộng và thăng thưởng, ủy lạo cho tất cả các chiến sĩ nhảy dù đã tham chiến. Đại đội 2 trinh sát sau đó được bốc về Võ Định để nghỉ ngơi và tái trang bị. Trong khi đó, Cộng quân khởi sự trận địa pháo liên tục bằng các loại 107, 122 và 130 ly vào các vị trí đóng quân của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, kể cả Tân Cảnh và Võ Định. Ngừng trích. Và đây là trích đoạn trong tài liệu Chiến đấu ở Tây Nguyên, Hoàng Minh Thảo, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Hà Nội 2009 và Bộ đội Chủ lực Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3, Nguyễn Văn Biều, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Hà Nội. Phối hợp với chiến trường chính tại Tây Nguyên, Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Mặt trận B3, đã điều động binh lực của hai sư đoàn 320, gồm 3 trung đoàn 52, 64 và 48, và 2 gồm 2 trung đoàn 1 và 141, 4 trung đoàn bộ binh độc lập 66, 95, 28 và 24, trung đoàn đặc công 400, 2 trung đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn xe tăng và 6 tiểu đoàn pháo phòng không. Ngoài ra còn có sự tham gia của các lực lượng vũ trang tại địa phương, tổng binh lực tham gia khoảng 20.000 người. Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 3, tiểu đoàn công binh thuộc sư đoàn 320A quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm giả hai con đường cơ giới phía tây bắc thị xã Kông Tum. Tướng Ngô Du liền điều lữ đoàn dù 2 ra phá đường, sư đoàn 320A dùng trung đoàn 52 chặn đánh nhưng không truy kích. Ngày 23 tháng 3, liên đoàn 22 biệt động quân tiếp tục tiến ra phá đường cũng bị trung đoàn 52 chặn đánh. Ngày 24 tháng 3, trung đoàn 28 độc lập cắt đứt đường 14 ở Diên Bình, bao vây Võ Định. Ngày 26 tháng 3, trung đoàn 95 tiểu đoàn 6 và đại đội 1 địa phương cắt đường 14 ở Chư Thôi, Tân Phú, Nam Kông Tum. Ngày 30 tháng 3, hai trung đoàn 52 và 64 cùng một tiểu đoàn của trung đoàn 48 sư đoàn 320 đồng loạt tấn công 5 tiền đồn phía tây sông Poco do 3 tiểu đoàn biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa đóng giữ. Tướng Ngô Du điều 2 tiểu đoàn của lữ đoàn dù từ Tân Cảnh về các cứ điểm phía tây sông Poco để tăng cường phòng thủ. Điều trung đoàn 47 đánh ra tăng phái cho 2 đại đội quân địa phương chốt giữ Ngọc Trinh Cua và Ngọc Bờ Biên, lập 2 căn cứ hỏa lực đặt tên là Delta và Jack Lee. Do bị lộ trận địa, công tác chỉ huy phối hợp hiệp đồng pháo binh, bộ binh phòng không chưa chặt chẽ, thông tin liên lạc kém, bị không quân Mỹ và pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa oanh tạc mạnh mẽ. Trung đoàn 52 bị thương vong nhiều. Ngày 15 tháng 4, trung đoàn 64 sư đoàn 320A đánh chiếm cứ điểm Rocket Ridge, tức 1015, đánh tan tiểu đoàn dù 11, bắn rơi 9 máy bay trực thăng. Cùng ngày, trung đoàn 48 chiếm cứ điểm Delta và phục kích toán quân còn lại của tiểu đoàn 11 dù chạy về đây. Ngừng trích. Tôi có tính khí chỉ huy như mãnh hổ vồ mồi, là trong khi phi pháo yểm trợ thì chúng tôi nằm yên mai phục và quan sát lượng định tình thế bén nhạy với tất cả giác quan và trực giác như viên đá cuội quẳng vào mặt hồ nước tĩnh lặng làm lan tỏa những gợn sóng âm ba va vào bờ, trải rộng diện tích thăm dò, đo đạc trạng huống chung quanh. Tôi có cảm tưởng trong nội tâm và ngoại vật như lồng vào nhau thành một thực thể trực ngộ kỳ diệu. Tôi có cảm nhận được những di động của nhiều đôi dép trâu bình trị thiên và đôi chân trần của nhiều thân thể dẫm đạp lên mặt đất tiến về phía chúng tôi với cường độ sát khí hung hãn. Tôi thu dụng ngay tình trạng tâm thức như nhất trong giây phút vừa qua và phối hợp với tri thức thực tại, cùng bao nhiêu sở học ở quân trường và kinh nghiệm chiến trường, rồi quyết định hành sự chớp nhoáng sau khi phi pháo rời vùng ra xa để tránh tình trạng quân ta bắn nhầm lên đầu quân bạn. Tôi gọi âm thoại qua máy liên lạc 7273-6263-1001.
Tôi ra lệnh bằng mật mã cho hai trung đội 2 và trung đội 3 cùng hai toán viễn thám 2 và viễn thám 3 đồng loạt táp bi từ phía dưới tấn lên, phía trên tràn xuống, trang bị nhẹ, bay không ba lô, chỉ dây ba chạc, súng cá nhân và lựu đạn. Trinh sát dù dẫm lên sát bắt quân theo thế hàng ngang đột xuất tấn công nhanh như chớp, đồng loạt nhả đạn vào hàng ngũ địch, cho tới khi hai cánh từ trên và dưới gặp nhau. Quang cảnh chiến địa, 53 khẩu phòng không 57 ly chổng gọng, hàng trăm vũ khí của bác quân ngổn ngang bên cạnh hàng trăm xác chết vẫn còn hơi ấm nồng mùi máu tươi. Chiến tranh nào mà không có tàn phá hủy diệt, không phải trả bằng máu đổ thịt rơi, xương phơi dưới chiều nắng quái. Nhưng cuộc chiến Bắc Nam, cốt nhục tương tàn này khiến tôi có nhiều xúc động, thương cảm, bồi hồi, nỗi tâm buồn mênh mang khi nhìn những cặp mắt mở trừng trên gương mặt trai trẻ độ đang tuổi xuân thì, mà có lẽ cũng chưa được hưởng bao nhiêu tháng năm an bình niên thiếu với gia đình và cha mẹ, người yêu, bên nồi khoai sắn vừa nấu chín, tay cầm tay mà e ấp chuyện chung tình, thì đã bị bọn đồ tể chiếm chệ trên chóp bu quyền bính. Đảng và nhà nước Cộng sản Bắc Việt sử dụng bạo lực thu gom, tuyên truyền nhồi nhét lý tưởng và nghĩa vụ, tạo ra chất ảo tưởng, anh hùng giải phóng, ngọn giáo tiền phong của phong trào tiến lên thực hiện nghĩa vụ quốc tế Cộng sản và đẩy vào chiến trường miền Nam làm mồi cho bom đạn vốn được chế biến sản xuất từ những quốc gia Âu Mỹ phương xa. Bọn chấp bu Cộng sản Bắc Việt có bao giờ liếc mắt nhìn vào bản thống kê tổng thất sinh mạng bộ đội Bắc Việt để xét lại tham vọng ngông cuồng của chúng? Cán binh Bắc Việt bị chết trận được tô vẽ thành liệt sĩ chỉ là con số thôi. Chúng đã chết tức không phải là người. Bọn chúng vẫn tiếp tục tận dụng vơ vét tài nguyên nhân lực cho đến khi cạn kiệt và sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để chiến đấu trường kỳ, nhất định thắng lợi và đánh cho tới người Việt cuối cùng, để cho nước Tàu được bình yên với hơn 1 tỷ dân trong nước luôn đối thiếu miếng ăn từ nhiều thiên niên kỷ, đã trở thành nỗi ám ảnh và quán tính. Nên do vậy, câu chào hỏi đầu tiên khi gặp nhau, "Ê, mày ăn cơm chưa?" và để cho mau sánh sáng thân thể béo tốt ngủ ngày với giấc mơ Đông Phương Hồng và quyển sách nhỏ mau tuyển, bỏ trong túi quần làm sách gối đầu giường, lại là kích thích Hồng quân, đám trẻ trâu vệ binh đỏ chưa ráo máu đầu làm cuộc cách mạng ta danh hóa, để mau tá đao sát nhân, thanh toán hầu hết những đồng chí có công trong cuộc trường trinh và tránh để hậu họa công thần chủ nghĩa về sau, và đào tận gốc tróc tận rễ cả nền văn hóa Phật Khổng Lão Trang Bách Gia Chư Tử, đốt sạch giết sạch như bạo chúa Tần Thủy Hoàng tân thời. Nhưng mau đã nhận chân ra nhân dân thồng dành của thiên tử không thể làm công cụ bành trướng cho Nga Xô hưởng lợi và Nga hóa toàn thể lục địa Trung Hoa, nên chặn ra Mao Xích để bảo vệ thành quả cách mạng triều đại Mao Hoàng. Nhưng bọn Gia Nô diệt cộng giành An Nam Bắc Bộ Phủ, cấp sách Đồng Ấu, học Mao, học Marxist Leninist, chưa vỡ chữ nghĩa đang lùa thanh thiếu niên miền Bắc Việt Nam vào lò sát sinh, do Mỹ đã an bài với tất cả bom đạn và pháo đài bay B-52 chiến lược trải thảm, kể cả tên Lê Duẩn là bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Cộng sản, cũng đã cúc cung tận tính làm con chó nhỏ căng dây cót tuyên bố, ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Ôi, nhân tài! Tôi biết nó, thằng nói câu đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội phạm nó ra sao? Nó đầu tiên đem râu nó bệnh vào, hình xác lão mau lông lá, bàn tay Nga đầy băng tuyết giá, cũng nhòi người qua lục địa Trung Hoa, không phải xoa dầu mà tóm nó từ xa. Nó đứng không yên, tất bật điên đầu, lúc trúc vào Tàu, trúc lụi vào Nga, nó gọi Tàu Nga là cha anh nó, và nguyện làm con chó nhỏ, song sáo giữ nhà gác ngõ cha anh. Nó tận thu từ quả trứng quả chanh, học thói hung tàn của cha anh nó. Cuộc chiến tranh chết vội hết thanh niên đang diễn ra triền miên ghê gớm đó. Trên tần số liên lạc, Úc Bạch Lan, 207, tôi nghe đích thân. Phú Quý, thiếu tá Lê Văn Mạnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 dù. Phú Quý sẽ vào Trạc Ly phía Bắc và sẽ liên áp với Úc Bạch Lan. Tiểu đoàn Mộc Dù sẽ xuống Hồng Hà phía nam của Úc Bạch Lan. Chúc mừng Úc Bạch Lan, có tin vui cho Úc Bạch Lan sẽ gặp nay mai. Nhận năm trên năm đích thân. Đứng trên đỉnh đồi Delta bên cạnh thiếu quý Chấn với ca cà phê còn bốc khói, tôi chợt nghĩ lại lời nói hôm qua với tên thiếu quý Đoàn Tạo.
Các cậu may mắn bị chúng tôi bắt giữ, có nghĩa là các cậu còn sống. Rồi cười một mình, Thiếu Quý Chấn nói, à, anh Úc à, tôi ở Nhảy Dù 15 năm từ hạ sĩ quan rồi đi học trở thành sĩ quan, xông pha bao nhiêu trận mạc giàu sanh ra tử, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm tưởng hồi hộp ly kỳ, đôi lúc tiếu lâm như lần này ở bên cạnh anh. Tôi nhận thấy thái độ của anh tỉnh bơ, tinh thần vững chãi, bản lãnh chỉ huy điều động anh em tác chiến và nhất là không nao núng, lo âu ngay khi cả bọn mình trong vòng dây trùng điệp tưởng chừng như sẽ bị địch tràn ngập. Mà anh còn nói chuyện tiếu trong âm thoại liên lạc với mấy sĩ quan trung đội trưởng hay các trưởng toán nhiễn thám chẳng hạn, như Trung Quý Sang gọi báo cho anh rằng, à, trung đội 2 chúng tôi bị tràn ngập, anh trả lời tỉnh queo cho Sang. Anh còn gọi báo cáo cho tôi được, thì trên răng dưới lựu đạn hay răng đen mã tấu của anh vẫn còn, sao không chơi xả láng sáng mặt quần xà lón về sớm với tôi để chúng ta cùng chạy overrun. Ha, tôi thật sự ái mộ và khâm phục đại đội 2 trinh sát của anh vô cùng. Ê, anh Chấn nè, chiến công này không phải của riêng tôi và của đơn vị đâu. Thứ nhất là kế hoạch hành quân tuyệt vời của Bộ Chỉ huy Liên đoàn 2 dù với quân đoàn 2, những bộ phận then chốt trong đó là tiểu đoàn 1 pháo binh dù của thiếu tá Bùi Đức Lạc và các pháo đội, và của anh Chấn nữa, phi đoàn trưởng khu trục 514 Phượng Hoàng, phi đoàn 530 Thái Dương Tăng Cường, phi đoàn 213 Sông Chùy, phi đoàn 215 Thần Tượng, phi đoàn trực thăng 229 Lạc Long của phi đoàn trưởng thiếu tá Lê Văn Búc, dưới tay pilot gan lì xuất thân từ trường tô luyện thép thiếu sinh quân là đại tá Phạm Công Cẩn, túc trực ứng chiến bay ngày đêm trên dòng trời lưới đạn phòng không để cứu thằng em Út Bạch Lan và con cái của nó đang bị diệt cộng Táp Bi. Đại tá Mai cố vấn liên đoàn 2 dù thảo kế hoạch và phối hợp điều động chặt chẽ ứng chiến từng phút từng giờ, và hàng ngày với cố vấn quân đoàn Mr. B-52 Von Paul Van phối hợp nhịp nhàng với phi pháo yểm trợ. Anh nên biết rằng các quan mặt trời bày bên bố trận, trường bản rồi bốc toàn thể yên hùng Triệu Tử Long, đại đội 2 trinh sát dù thả chúng ta xuống cái hộc lạc này đây là kế sách của cấp quân đoàn, thải một cục đường cho bầy kiến bu lại rồi xịt thuốc pháo TNT. Và mở hội thiên lôi từ trên trời cao cho quan lái tàu bay mặc phi bào áo liền quần thảy lỗ bom napalm đốt mũi diệt ruồi. Anh Chấn có giác ngộ chưa? Tôi tròn tay ôm vai người bạn già thiếu úy tiền sát viên tiểu đoàn 1 pháo binh dù đã đồng cam cộng sinh tử vừa qua và cùng nâng ca cà phê. Hay không có bằng hên, chết sống như một định số an bài, anh nhìn xem có bao nhiêu người đã bất động nằm đó. Còn tôi với anh vẫn còn đứng đây, chung quanh là những binh sĩ như huynh đệ thủ túc của mình đã cùng nhau kinh qua bao nhiêu chiến trường gian khổ hiểm nguy từng phút từng giờ trên khắp bốn vùng chiến thuật này. Họ đang lom khom đốt lửa để hâm nóng hầu thịt ba lát chuẩn bị bữa ăn giả chiến vào ngoài kia. Có hơn 600 xác chết bắt quân đếm được vì còn phần thân mình, những thây bị banh xác chỉ còn vài phần xương thịt dung dãi khắp ngọn đồi Delta, và có bao nhiêu thân xác bắt quân bị bom napalm đốt cháy thành than không có đếm được nữa. Tất cả sẽ ở cùng với đất đá tại thung lũng dốc thoi thoải lẫn khuất này, và rồi sẽ làm thêm màu mỡ cho môi sinh khi mùa mưa vài tháng nữa tới đây. Tôi đố anh Chấn biết, trong thâm tâm của người lính đại đội 2 trinh sát đang nghĩ cái gì? Với ý chí truy tìm và tuệ giác chiếu soi thì thế giới quan chẳng có gì là bí mật. Do dục vọng móng khởi trong tâm làm sáng tạo tư tưởng, và rồi tư tưởng lại làm cho dục vọng tăng trưởng thành nền tảng cho loài người tiến hóa văn minh và nhận thức xử lý tốt xấu, đau khổ, hạnh phúc, giải thoát khỏi vạn pháp. Lại cũng tùy ở quan niệm giới hạn bởi tri thức, địa lý chính trị và tầng giác ngộ thâu hay thậm, thâm vi tế vượt qua khỏi trạng huống vật chất với phàm nhân, còn vô minh thì như bất khả tư nghị. Với tiềm năng của con người cộng với tri thức và có phương pháp, tinh tấn với nỗ lực sẽ đạt được thành quả, nhưng khi cái thành quả đó có được cũng là quá khứ với ít nhiều thiếu sót khiếm khuyết, và lại có thêm những khám phá mới, phát minh mới, rồi tối hậu để làm gì? Có phải chăng loài người trên thế gian này đối đãi và cư xử với nhau hướng thượng với phương châm cực lý và tình? Nếu là tình thì những kẻ chủ xướng cỗ máy xây thịt người Việt Nam là hợp lý chăng? Dân Việt sẽ được gì sau cuộc chiến? Đất nước này rồi sẽ ra sao? Trong phạm vi cuộc chiến Việt Nam mà ba nước đại cường, và cũng là ba thế lực lớn, Mỹ, Nga, Tàu chủ trương, chi phối và điều động toàn thể giới lãnh đạo của hai miền Nam Bắc Việt Nam, Mỹ có đại nhân, đại trí, đại lược, đại dũng và cũng là nhân tố thiên tài ở mặt sáng, có ánh quang mặt trời làm lý tưởng, che chắn và trao hàng. Dòng thời sự Mỹ tuy có phản ảnh sự phân hóa ở mặt tầng xã hội, tin tức phản chiến rộ lên mặt truyền thông, báo chí là biểu hiện ý thức sinh hoạt tự do, dân chủ của dân chúng Mỹ, thấm thương bởi Vietnam War cũng chỉ là science,
có chỉ đạo và dự tính, cho dù đã xảy ra hiện thực đang thời. Nhưng quốc sách chiến lược do những kỳ nhân thượng hội đồng tối cao quyền lực ngữ trong nội phủ, làm cho quốc chủ cung đình vẫn được các hình nhân răm rắp thi hành xuyên suốt. Nếu có trở ngại trên đường thẳng tiến tới, ồ, đã có dự trù thế bò trường của con sâu róm, nó rất cẩn trọng luôn ngẩng đầu lúc lắc nghe ngóng thăm dò để điều chỉnh hướng tiến tới policy, vẫn trực chỉ thi hành cho hoàn tất những chặng đường đã hoạch định, thiết kế cho nước Mỹ và thế giới như an bài, in God we trust. Tuân hành những điều đã quy định, ở mảng tối lại là thiên tai và gây nên đại họa cho dân Việt khi thiết kế sách lược sử dụng chiến tranh Việt Nam để phân hóa Nga Tàu, làm hư hại khối cộng sản trên đà bành trướng. Những người Bolshevik Nga tinh túy biến cải và ảo tưởng xã hội chủ nghĩa và thế giới đại đồng, nhưng thực chất vẫn là cuồng vọng bành trướng Đại Nga. Đế quốc Nga sau khi họ đã triệt hạ triều đại Nga Hoàng, với quyền lực đại cường, họ đã xuất cản dòng thác cách mạng, là dòng sông máu Marxist-Leninist đã nhuộm đỏ thế giới. Nhưng chính bọn đồ tể Bắc Bộ Phủ mới là tác nhân làm cho dòng sông máu cộng sản thêm phần dơ bẩn, hôi thối và rác rưởi của nhân loại cần phải thiêu hủy và vứt đi. Tàu với bản chất xâm lăng, chiếm đoạt và phá hoại tài nguyên của nhân loại và với sách lược, chính trị lộ tuyến, Tàu đang là công địch của thế giới thì trên lộ trình hướng tới tương lai phải đương đầu với đại họa phân thây là điều tất yếu. Huống chi người ta vỗ béo con vật để giết thịt. Kết cuộc, Nga bị lừa, Trung Cộng bị lừa, cả thế giới bị lừa, giới lãnh đạo Nam Bắc Việt Nam bị lừa, dân tộc Việt Nam bị lừa vào lò sát sinh. Oho, Washington, Bohisava, xã mở vải. Trời hết mưa rồi lại nắng, sau chiến tranh thì tới hòa bình, để những tập đoàn tài chánh và sân sau của cung đình sẽ di dời vùng kéo tới đầu tư mua bán tái thiết xây dựng và khui bóc mẻ tài nguyên dưới mặt đất thời kỳ vôi của đất nước Việt. Nhưng dân Việt ta có lẽ chỉ hưởng được một tí chéo áo là an vui hạnh phúc rồi và lấy làm thịnh vượng. Anh em chúng ta biết ra sao ngày sau. Sau hai ngày chờ đợi, tiểu đoàn 1 nhảy dù và tiểu đoàn 2 nhảy dù vào vùng an định. Đại đội 2 trinh sát nhảy dù được trực thăng vận triệt xuất về căn cứ Võ Định, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù. Với báo cáo kết quả của tiểu đoàn 2 nhảy dù, đã thu nhặt chiến lợi phẩm và đếm hơn 600 xác Bắc quân nằm chung quanh và khắp ngọn đồi Delta. Tác giả: Mũ Đỏ, Trương Văn Úc, Úc Bạch Lan. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.